Tôi thì chắc là khoảng độ 8-9 tuổi gì chăng ấy, thì mẹ của tôi là bà cố đấy, sáng đi nhà thờ đã gọi tôi dậy đi nhà thờ cùng mẹ rồi. Mà chỉ gọi mỗi mình tôi thôi. Rồi rất ước ao dìu dắt tôi để tôi dâng mình cho Chúa. Cho đến khi mà tôi được chịu chức linh mục năm 1996 ấy, thì bà cố tôi phấn khởi lắm. Thì đương nhiên cả ông cố và cả gia đình, nhưng mà mẹ phấn khởi lắm. Và chỉ được mấy tháng thôi thì Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm tôi về làm cha chính xứ và quản nhiệm thêm hai giáo xứ ở huyện Thanh Miện và Ninh Giang của tỉnh Hải Dương. Thì bây giờ khi nghe tin được con của mình bổ nhiệm làm cha chính xứ mà lại coi thêm hai xứ, tức là ba xứ, thì bà cố tôi hãnh diện vui mừng lắm. Và đến cái ngày mà tôi về để nhận làm cha chính xứ ở xứ Phương Quan, huyện Thanh Miện, quê của cha Vang ấy, thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, bà cố tôi được mời nhiều người lắm. Hãnh diện con trai của mình mới 27 tuổi đã ra làm cha chính xứ rồi. Nhưng mà cái ngày mà tôi về nhận chính xứ ở tại giáo xứ Phương Quan, Thanh Miện, Hải Dương năm 1996 thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, lễ cũng long trọng lắm. Cách đây 26 năm rồi thì cái long trọng ấy, đơn sơ của miền quê, nhưng mà sùng lắm và sốt sáng lắm. Cái giáo xứ mà từ năm 1954 là không có cha chính xứ, cho nên lần đầu tiên đón tôi là họ phấn khởi lắm. Cho đến khi lễ xong mà ăn tiệc ấy, thì rất nhiều người đi tìm bà cố mẹ của tôi chẳng thấy đâu cả. Rồi có người mới hớt hải ghé tai tôi bảo là tìm mãi mới thấy mẹ, mẹ đang ở cái chỗ vườn chuối. Thế tôi hỏi mẹ ra đấy làm gì, bà cố ra đấy làm gì? Mẹ đứng ở gốc cây chuối, mẹ cứ khóc. Mẹ tự hào ấy, là con của mẹ làm linh mục trẻ như thế, được bổ nhiệm về làm cha chính xứ coi hai xứ khác. Thế nhưng mà hôm nay lần đầu tiên mẹ đưa cha về đây để làm cha chính xứ đấy, thì không tưởng tượng được một cái giáo xứ mà như thế này thì con trai của mình ở làm sao được. Nghĩa là cái nhà mà chắc chắn ấy thì chỉ có một cái tòa nhà, một cái tòa gì đâu, có một cái nhà thôi, chia ngăn thành hai, bên trong thì ngủ, bên ngoài thì tiếp khách. Có hai cái cửa, cửa chính và cửa hậu, thì còn có cửa và có thể khóa được. Còn có hai cửa sổ kể cả phòng ngủ, là có cửa sổ có khung bằng sắt mà không có cánh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, rồi tắm ấy thì phải đợi tối. Tại sao vậy? Bởi vì tắm dưới ao. Ban ngày mà tôi mà tắm ấy thì các bà các chị đi nhìn thấy người tôi trắng phau thì chết. Đấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi bà cố tôi về mà nhìn thấy như thế thương con lắm. Già có ăn được đâu. Ra cốc cái vườn chuối, đứng ở gốc cây chuối, bây giờ ông cố tôi mất rồi, mà cứ đứng đấy khóc thôi. Rồi chỉ độ một tuần thôi thì cho người, bởi vì cách nhà tôi 20 cây số, cho người mang đến 10 cái mâm cơm, tức là 10 cái mâm này và bát đũa các thứ, là đủ 10 bộ để cho cha khi có khách ý, thì còn có đồ để mà tiếp. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vì thế mà khi tôi 4 năm làm cha xứ xong đấy, mà tôi đi nước ngoài, mà khi tôi đi đến đâu, ví dụ vào đền thờ Thánh Phêrô chuẩn bị vào ấy, là tôi đã điện thoại, mẹ ơi con đã đến đền thờ Thánh Phêrô rồi. Và khi mà tôi có dịp sang Fatima, mà nói đến Đức Mẹ Fatima thì mẹ của tôi là sướng lắm. Thì khi mà đặt chân tới Fatima thì việc đầu tiên tôi điện thoại, mẹ ơi con đang ở Fatima rồi, cái gì cũng khoe với mẹ. Mà vì thế năm 2006 khi tôi đi du học xong và về làm cha chính xứ Hải Dương ấy, thì khi mà tôi được rước vào nhà thờ để trong nghi thức nhận sứ đấy, thì tôi đã khoe với mẹ, mẹ ơi con đã về làm cha xứ Hải Dương rồi. Nhưng kính thưa quý của ông bà và anh chị em, khi bấy giờ mẹ tôi đã mất được 2 năm đấy. Mẹ tôi đã mất 2 năm, khi tôi quay trở lại bên Roma học ấy, thì là mẹ tôi mất năm 2004, 2006 thì tôi mới học xong về. Vì thế mà khi được về làm cha xứ Hải Dương ấy, mình sướng lắm, muốn khoe với mẹ. Khi rước đoàn vào không ai biết được đâu, nhưng mà tôi cứ nghẹn lòng, mẹ ơi con đã về làm cha xứ Hải Dương. Và tại đây kính thưa quý của ông bà và anh chị em, tôi mới kể hôm mà quý của ông bà và anh chị em tổ chức đón tôi đấy, thì khi mà đi từ cuối nhà thờ vào thì tôi cũng nói với mẹ, mẹ ơi con đã về Hòn Gai rồi. Và gần như là có cái gì ngon ấy mà ai biếu tôi đấy, thì thường bao giờ tôi cũng nghĩ đến
giá mà mẹ còn thì để dành biếu mẹ. Kính thưa quý của ông bà và anh chị em, hôm nay không phải là ngày dỗ bà cố để tôi kể, nhưng mà ngày lễ của Đức Mẹ thì nhắc nhớ chúng ta tới ngay mẹ đẻ của mình mà ai trong chúng ta cũng có. Và những hình ảnh kỷ niệm về người mẹ của chúng ta, mẹ ruột, mẹ đẻ, thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, mỗi một người có một câu chuyện rất là cảm động. Mẹ của chúng ta là tất cả. Khi tôi về giáo xứ Phương Quan ấy, mà nghèo như thế đấy, mỗi khi tôi về quê thăm mẹ đấy, ra cửa hàng mà gặp mẹ thì bà cố tôi đều hỏi là còn tiền tiêu không? Đấy, thương con như thế. Cho thì tôi cũng bảo là con cũng sắp hết rồi, thì lại cho. Nhưng có những lần tôi ngại, tôi bảo là vẫn còn. Nhưng mà cũng có những lần ý, thì tôi ngại mà tôi lại muốn. Ngại nhưng mà hết tiền rồi thì cũng nói là nói ngập ngừng ấy, nửa có nửa còn nửa hết ấy. Thì mẹ tôi bảo là hết thì cứ bảo mẹ là hết, làm gì mà cứ ngập ngừng.